Hello mọi người, xin chào mọi người đã đến với kênh Vlog của Gà. Hôm nay tụi mình sẽ quay tập đầu tiên là có bún riêu nè, có hộp dì lộn xào me nè. Xin mời mọi người cùng ăn với tụi mình nha. Sao tự nhiên ăn xong, ấy tao không ăn quýt. Vậy cho tao quýt đi. Mẹ ơi, ăn thôi nào. Ngon. Bạn có thấy tôi nấu bún riêu ngon không? Xuất sắc. Quá ngon. Có cặp tóc rồi cả. Thơm trời. Ngon quá. Từ lúc qua Nhật tới giờ đây là... Trời ơi! Trời ơi! Cứu tôi! Cứu tôi trời ơi! Chết tôi trời ơi! Bà thấy sao? Mày muốn cười được không Miu? Trời ơi! Mắc cười quá! Ngon! Beo nấu bún riêu ngon lắm! Hộp dì lộn xào me cho bạn Ngôi nè. Cực thật bọn nó heo. Giò heo. Cục giò heo ngon quá à. Bà có biết giò heo là ở bộ phận nào của con heo không? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Là bộ phận chân heo. Đúng rồi, bà thông minh á. Giò. Ngon á. Cua ngon.